Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Xin mời quý vị ngồi xuống ạ. A Di Đà Phật, đầu tiên thì xin cho tôi nói với quý vị một chút xíu, nhất là lớp trưởng ha. Tại vì cái sai sót của tôi là bữa trước phát bài cho quý vị mà tôi không có lưu điểm lại đó. Cho nên xin lớp trưởng cho cô xin cái tờ giấy mà như lớp trưởng viết lại điểm của 18 bài cô phát ra đó. Có không? À vậy hả? Dạ. Rồi. Có gửi cho cô rồi hả? Rồi có gì cô cảm ơn nhiều, rồi cô sẽ viết lại để cô nộp cho văn phòng. Rồi. Cô tưởng là chưa nên cô xin. Nếu rồi thì cô sẽ làm lại một cái danh sách của lớp học để bản điểm của lớp rồi cô gửi lại cho văn phòng. Rồi A Di Đà Phật, chào quý vị ha. Hôm nay mình học tiết tiếp theo, chương thứ 36, được chỗ tốt hơn. Phật dạy, chương 36 quý vị lật ra chưa hả? Phật dạy người ta lìa khỏi các đường ác, được làm người là khó. Được làm người tánh thân nữ nhi, được làm nam tử là khó. Được làm nam tử có đủ 6 căn là khó. Có đủ 6 căn được sanh nơi xứ trung tâm là khó. Được sanh nơi xứ trung tâm gặp Phật ra đời là khó. Được gặp Phật ra đời hiểu được lẽ đạo là khó. Hiểu được lẽ đạo, phát khởi lòng tin mạnh mẽ là khó. Đã phát khởi được lòng tin mạnh mẽ, phát tâm Bồ Đề là khó. Đã phát tâm Bồ Đề, đạt đến chỗ vô tu vô chứng là khó. Tờ chương này lại đưa ra cho mình 9 cái khó nữa. Lúc trước đưa cho mình chương 12, đưa cho mình là 20 cái khó, phải không? Bây giờ thì đưa ra 9 điều khó, nhưng mà 9 điều khó này cũng có những cái lặp lại của bên cái chương 12 đó. Thì cái nào mình học rồi thì mình lướt nhanh, còn cái nào mình chưa thì nói. Thì các vị thấy rõ ràng, các vị đọc qua chính cái điều khó này thì các vị thấy làm sao? Điều khó tăng lên dần, phải không? Cái khó gặp tăng lên dần thì cái điều mình khó gặp mình tăng lên dần á, thì ở đây thì người nào mà gặp á, thì cái người đó cũng phải là phước đức phải tăng lên dần mới gặp được những cái khó gặp, phải không? Các vị đọc rõ ràng cái này, nếu là cái phước đức, cái nhân duyên của mỗi người nếu càng cao thì sẽ gặp được chính cái điều này nó càng nhiều hơn. Là ở đây chính điều này nếu nêu ra chính cái khó gặp, thì muốn gặp được những cái điều này thì mình phải tu tập, và cái phước đức nhân duyên của mình càng cao thì mới gặp được càng nhiều. Và nó cái khó này nó tăng lên theo mức độ khó, nó tăng lên dần, phải không? Chứ không phải là nó cũng giống như nhau, mỗi cái khó gặp nó tăng theo mức độ. Nếu mình muốn thì mình phải tăng theo phước đức nhân duyên của mình thì mình mới gặp được. Thì ở đây cái thứ nhất là người ta lìa khỏi các đường ác, được làm người là khó. Như các vị, ba đường ác thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bàn sanh là những cái cảnh là ngoài những cái cảnh đó nó khổ sở rồi, nhưng mà ở trong cảnh những cái thế giới đó thì cái cơ hội để mà cái môi trường ác thì nó nuôi dưỡng thêm mình cái ác, phải không? Còn và cái cơ hội
để cho mình gặp được thiện tri thức, mình gặp được cái người tốt để mình tiến tu, hay là gặp được cái Phật pháp, hay gặp được những người hay để chỉ cho mình thì là khó vô cùng nữa. Ngoài cái khổ cảnh đó ra rồi, nghiệp báo ở đó ra mình sống khổ rồi, mà cái cơ hội để mình thăng tiến trên mặt tâm linh thì là khó vô cùng. Cho nên mới nói là nếu mà ở mình á, mà coi như là được làm người là khó, khỏi được làm người là khó, mà Đức Phật mới nói là mà thoát ra khỏi ba cái cõi, cái cảnh giới đó thì rất là khó. Thì ở đây tôi xin đưa ra cái Tăng Chi Bộ Kinh á, tại vì tất cả mình hiện diện ở đây đều là con người cả, cho nên nhắc lại để mình thấy là mình nhiều khi mình cứ nghĩ là cõi thiên nó sung sướng hơn mình, có thể mình nghĩ là nó khó hơn, nhưng mà thật sự ra cõi thiên á, sanh lên cõi thiên còn dễ hơn sanh lên cõi người, còn dễ hơn là sanh vô cõi người mình đó. Cho nên để mình thấy được mình đang ở cõi người là một cái hạnh phúc, và cũng là một cái nhân duyên lớn của mình, thì để cho mình cố gắng để tu tập, để mà đừng có bị rớt vô những cái đường nó khổ hơn là con người. Thì trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói là số ít là các chúng sanh sau khi chết được tái sanh loài người. Các chúng sanh mới chung hết nghe, chứ không phải là chỉ nói là loài người không đâu, quả trời rồi gì hết á, số ít các chúng sanh là nó chung hết tất cả các chúng sanh ở tất cả các cảnh giới sau khi chết được tái sanh làm loài người là số ít. Nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Nhiều sanh vô đó là nhiều hơn là cái sanh vô loài người. Nhưng mà sanh vô đó là tại sao? Nghiệp. Là nhiều người coi như là ở đây không phải ai đưa đẩy mình hết, mà là do cái nghiệp của mình đưa đẩy. Cho nên để ở đây là mình cũng thấy sanh vô đó rất là khó, mà ai đẩy mình đi do nghiệp thì thật rõ ràng cái tu của con người mình đó, nó rất là yếu, phải không? Mình biết như vậy, chung cái tình hình chung á, mà Đức Phật nhìn cái Phật nhãn để thấy, để cho mình biết như vậy, để mình cố gắng mình lo tu và lo tu nhiều hơn. Rồi câu tiếp theo Đức Phật nói là số ít là các chúng sanh sau khi chết ở thiên giới được tái sanh giữa loài người. Có nghĩa là những người ở trên thiên giới á, mà khi mà hết năm tướng suy hao, các vị nhớ là năm tướng suy hao mà hết cái nghề, hết sống ở được trên thiên giới rồi á, thì Đức Phật nói được tái sanh giữa loài người là số ít, chứ không phải là nhiều. Còn số nhiều á, nhiều hơn cái số mà đó là các chư thiên sau khi chết thì lại rớt qua ba cái cõi đó. Cái này Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói, tôi chỉ đọc ra cho các vị nghe để cho mình trân quý cái cuộc sống hiện tại của mình. Còn giờ phút nào thì mình trân quý và mình cố gắng sống cho nó vui vẻ, an lạc và cố gắng tu tập. Chứ đừng có lỡ gặp một cái gì nó hơi trái ý nghịch lòng, hay là nó trái duyên một cái, mình đừng có oán thán hay là mình đau khổ, phí đi cái kiếp mà khó gặp, khó được, phải không? Cho nên tôi nói để cho quý vị trân quý cái kiếp hiện tại làm người của mình. Câu thứ ba mà Đức Phật nói nè, số ít là các chúng sanh trong ba ác đạo sau khi chết được tái sanh ở trong loài người. Thì cái đó là nó dễ rồi, phải không? Số ít là nhưng trong ba ác đạo mà khi mà họ hết nghiệp rồi đó mà họ được tái sanh lại trong loài người cũng là số ít, thì cái đó nó dễ rồi. Còn mà cái chư thiên á, mà sanh vô loài người là cũng ít nữa, thì cái đó là mình ngạc nhiên á, phải không ạ? Là mình ngạc nhiên á, mình cứ tưởng chư thiên thì họ phước đức nhiều, mà Đức Phật cũng nói là số ít thôi, cũng số ít thôi. Thì còn cái nhiều hơn là bị tái sanh lẫn quẩn, những chúng sanh trong ba ác đạo thì là cứ sanh lẫn quẩn trong cái ba ác đạo đó thôi. Cho còn vượt lên chút nữa lên loài người cũng là số ít, rất là ít. Cái người đó phải tích tụ phước đức, phải gặp thiện tri thức mới hay là phải có cái năng lực dữ lắm mới là được
trong bát đạo mà tái sanh lại trong loài người. Thì các vị thấy rõ ràng, nhưng mà được như các vị thấy, các vị đọc trong lịch sử của Đức Phật Thích Ca và kinh, trong kinh Bổn Sanh ha, thì đó là Đức Phật cũng có một kiếp ở dưới địa ngục á, mà khi thấy một người mà ngài chỉ phát Bồ Đề Tâm thôi á, mà ngài được thoát ra, phải không? Bồ Đề Tâm là gì? Cái tâm giác tỉnh, phải không? Cho nên mình biết được như vậy thì để gì? Lúc nào cái tâm mình cũng giác tỉnh, và lúc nào mình cố gắng học Phật Pháp. Vì cái khó như vậy mà chỉ cần phát Bồ Đề Tâm, thương chúng sanh, muốn mình chịu khổ thay cho người khác, cái tâm mà sống vị tha, nghĩ tới cái lợi ích của tha nhân nhiều hơn cái bản thân mình, thì nó là vượt qua tất cả. Cái điều đó là đúng thôi. Tại vì sao? Mình tạo ác nghiệp là gì? Là tại vì mình nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, mình làm hại người khác nhiều hơn, chúng sanh khác nhiều hơn, cho nên mình mới đọa xuống. Bây giờ mình trở ngược lại, mình đi ngược lại con đường đó. Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là mình phát, mình có cái sự giác ngộ mà muốn là cứu giúp cho tất cả chúng sanh hết. Đức Phật cái kiếp đó các vị thấy rõ ràng là ngài phát Bồ Đề Tâm, và ngài mới phát nguyện là cho con thay hết cái khổ của người khác. Thì tự nhiên mình nghĩ tới người khác thì nó đi ngược lại với cái nghiệp báo của mình, cái tâm ích kỷ của mình, thì tự nhiên mình thoát thôi. Mình vô là vì do ích kỷ, do mình nghĩ tới mình, thì bây giờ mình muốn ra thì mình đi ngược lại cái dòng đó thôi. Các vị nắm ý tôi nói không ạ? Dễ mà rất là khó, phải không? Nhưng mà mình là Phật tử rồi, mình học kinh sách Đức Phật dạy cho mình những phương pháp để mình bỏ cái tôi xuống, thì mình có làm được. Nên mình lên mình làm được, không phải không làm được. Trời, xin lỗi quý vị. Cho nên thì chỉ có cái thì vậy thôi. Cái đường nào, lý do gì, nguyên nhân gì thúc đẩy mình vô đó, thì bây giờ mình đi ngược lại cái nguyên nhân đó, cái cách đó thì mình thoát ra thôi, phải không ạ? Thì đó, được sanh làm người thì rất là khó như vậy. Cho nên mà thoát ra được bà ác đạo thì mình đó, tôi cũng nhắc lại cho quý vị, bây giờ mình hiện diện ở đây, mình phải hoan hỷ, mình phải hạnh phúc, và mình thấy mình sung sướng, mình được lên làm người ở đây và cố gắng để tu tập hơn nữa ha. Rồi cái thứ hai, được làm người, tránh được thân nữ nhi, được làm nam tử là khó. Cái này mình buồn quá ha. Các vị buồn không? Hả? Hả? Buồn gì đâu, buồn. Trời, bởi hiện tại bây giờ nhiều người người ta tốn tiền tỷ để người ta đi chuyển giới mà. Nói cho quý vị khỏi có chán. Mà sự thật là như vậy, phải không? Đâu có gì đâu buồn, không có gì đâu mà buồn hết. Mà không phải, nếu như vậy thì Đức Phật lại nói sai à, phải không? Đứng về trên mặt nghiệp chướng phiền não, chướng hay là tất cả các cái chướng duyên á, đó về cái pháp mà hữu vi á, phiền não nghiệp chướng, thì mình thật sự ra mình cái chướng duyên hay là cái phiền não của mình nó nặng hơn với bên nam giới. Cái của mình thì nó nặng hơn bên nam giới. Thì cái mà mình sinh được, mình sinh ra với cái thân nữ, thì có nghĩa là đứng về mặt chướng duyên, nghiệp chướng, mình bên phái nữ nó nặng hơn bên phía nam. Nhưng mà đứng về pháp vô vi, tức là về với cái Phật tánh á, về bản thể, thì tất cả các hai đều có đồng nhau hết. Người nữ trí tuệ hay là sáng suốt cái Phật tánh đều đồng với người nam. Chứ thậm chí Đức Phật cũng nói tất cả chúng sanh, là kể cả con kiến, kể cả con trâu con bò, đều là Phật sẽ thành hết mà. Vì nó có cái Phật tánh, nó ngang, nó đồng với Phật, cùng có một cái Phật tánh, mà vì cái si nghiệp của nó với là cái phiền não của nó nhiều, cái nghiệp chướng nó nặng cho nên nó đọa thôi, phải không? Thì theo đứng về mặt nghiệp chướng phiền não thì là mình nghiệp chướng mình nặng hơn, mà cái này thì không thể nào mình phủ nhận được, là tại vì rõ ràng đây là đương nhiên. Ở đây không nói là
tuyệt đại đa số ai cũng như vậy, nhưng mà nói là số đông, coi như là tương đối trong cái số đông của phái nữ so với số đông của phái nam, thì những người nữ phần nhiều có cái nghiệp chướng nó nặng nề hơn. Đương nhiên có cũng có cái trường ngoại lệ, nhưng mà ở đây Đức Phật nói là tính trên đại đa số mà nói, phải không? Còn có những người của họ là thân nữ nhưng mà trong tâm họ là trượng phu, có, nhưng cái đó thì nó ít. Ít thì Đức Phật chỉ nói trên cái đại đa số thôi. Thì rõ ràng trong thực tế cũng vậy, thì người nữ nó có nhiều cái tính nó không thoáng à. Nhất là cái đố kỵ, ganh ghét hay là tất cả về cái tánh xấu, về nghiệp chướng thì người nữ nặng hơn. Người nữ mình phải biết mình đứng ở chỗ nào, mình phải biết mình có cái bệnh gì, phái nữ biết bệnh gì chứ, thì mình cố gắng mình tu nhiều hơn. Thì đó là cái Đức Phật muốn nhắc nhở cho mình thôi, chứ Ngài không có cái ý là trọng nam khinh nữ hoặc là không bình đẳng với người nữ. Nếu không bình đẳng người nữ thì Đức Phật sẽ không cho người nữ xuất gia, và Đức Phật sẽ không nói cái câu là tất cả đều có Phật tánh và tất cả đều tu thì là đức, tất cả Đức Phật là Phật đã thành và tất cả là Phật sẽ thành. Thì mình có cái đều có đầy đủ hết, nhưng mà vì chướng duyên của mình nó nhiều hơn thôi. Cho nên thì tôi đã nói rồi, nó ở những cái này nó tăng thêm, càng đi lên á thì nó càng tăng thêm cái phước đức. Khi mà được làm người, thoát được cái những người mà rớt trong ba cái đường ác đạo đó và không sanh làm người được á, thì ba ác đạo thì chướng duyên với nghiệp báo của họ, phước đức của họ nó ít, chướng duyên họ nhiều nên họ ở trong ba cái đường đó. Mà khi được sanh làm người rồi thì cõi người, thì cái phước đức nhân duyên của cõi người ấy, nó cao hơn, phải không? Thì người nào phước đức nhân duyên nhiều cao hơn thì được sanh vào cõi người. Còn bây giờ được sanh lên cõi người thì người nào có phước đức nhân duyên thì nhiều hơn thì được sanh lên làm người nam. Còn người nào nghiệp chướng nhiều hơn, phước đức nhân duyên nó ít hơn thì rõ ràng thì là làm người nữ, nó làm người nữ. Cái này đứng trên mặt báo, nghiệp báo mà nói, toàn nói về mặt thể tánh, người nam với nữ đều là có cái trí tuệ sáng suốt và thể tánh giác ngộ đồng nhau, không có sai khác, không có cái sai khác. Thì nói như vậy để cho Đức Phật cũng dạy như vậy, để cho mình thấy ra bản thân mình, thấy ra mình có nghiệp chướng nhiều hơn thì mình cố gắng tu nhiều hơn thôi, phải không? Rồi bỏ, nhưng mà đó nói là đại đa số chứ không phải là tuyệt đối, mà đã trong cái tương đối thôi. Cho nên như các vị thấy rõ ràng thì mà trong Kinh Pháp Hoa, các vị đọc trong Kinh Pháp Hoa thì các vị cũng biết là Đức Phật nói là người nữ có năm điều không thể làm được, là Như La Chánh Đẳng thì người nữ không có thể sanh làm được là thành Phật. A Hàm nói được trong Kinh Pháp Hoa nhắc lại nghe. Tại trong Kinh Pháp Hoa nhắc lại là khi cái phẩm mà Long Nữ hiện đó thì nói là Ngài Vay Đại Trí Văn Thù Sư Lợi nói là có hóa độ ở dưới Lâm Vương có một Long Nữ đã đạt được cái Bồ Đề, tức là đã chứng thành Phật. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là Đức Phật nói người nữ có năm cái chướng là không thể là thành Phật nè, rồi thứ hai là không thể làm chuyển Luân Thánh Vương, thứ ba là không thể làm Đế Thích, thứ tư thậm chí đến là Ma Vương người nữ cũng không làm được nữa. Mà thường thường á, mà Ma Vương cái gì xấu là cứ kêu người nữ mình ra không, mà mình cứ phải không? Mà ở đây thì nói Ma Vương mình cũng, người nữ cũng không làm được Ma Vương nữa, rồi cũng không thể nào làm Phạm Thiên. Thì khi đó Ngài Văn Thù mới nói là cái người nữ Ngài ở dưới cung rồng Ta Kiệt La có hóa độ đem Kinh Pháp Hoa để dạy cho chúng sanh ở dưới đó. Và thì cái người kia mới nói thì được có ai thành Chánh Đẳng Chánh Giác, thì Ngài nói có Long Nữ con của Long Vương thành được Chánh Đẳng Chánh Giác. Mà các vị thấy nha, Long Nữ là ở đáy sâu ở dưới biển á, là hình tượng Long Nữ để làm gì? Là coi như nghiệp chướng nó nặng hơn con người mình nhiều lắm. Long nữ mà là cái gì đó, là sân si nghiệp nó nhiều hơn. Với Long Nữ là
con rồng thì hay có những cái vảy ở trên, thì những cái đó là tiêu biểu cho gì? Là nó nghiệp chướng nó sâu nặng hơn là người nữ của con người mình bình thường, mà có thể tu thành chánh đẳng chánh giác. Thì cái ông đó, ông thì ngài Xá Lợi Phất lại không chịu, vì ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng gì? Trí tuệ, để nhất trí tuệ có thanh văn, ngài không phải là bên đại thừa, cho nên mới nói ra là người nữ không có có làm được với đó. Thì cớ sao mà đã nam nữ là nghiệp chứ còn nặng hơn người nữ mình nữa, mà có thể, tại sao lại có thể là thành Phật được? Thì khi đó nói như vậy, hai bên còn nói qua nói về như vậy, thì long nữ xuất hiện, và long nữ mới dâng cái hột châu cho Đức Phật và hỏi là tôi dâng hột châu đó có nhanh không? Thì nói là nhanh, nói tôi nhìn mà thấy tôi thành Phật còn nhanh hơn khi ấy hột châu nữa, phải không? Thì khi đó long nữ mới là, các vị mới nhớ cái chi tiết này nè, thì long nữ biến thành nam giới, phải biến thành nam giới rồi mới thành Phật được. Để các vị thấy rõ ràng, kinh A Hàm, kinh Nikaya về của hệ phái nguyên, về với hệ phái của Nguyên Thủy Phật giáo, là nói năm người nữ không được có thành Phật. Đây nói ví dụ năm cái việc đó người nữ không được làm, nhưng mà bây giờ người nữ thành Phật được, mà ngay cả Long Vương là nghiệp chướng sâu nặng hơn là người nữ của con người nữa, thành Phật được. Nhưng mà không thể nào coi như là xẹt cái là người nữ thành Phật liền, mà phải sao? Đi theo tuần tử. Để có nghĩa là khi mà hóa thân ra nam tử, phải biến thành nam tử, rồi nam tử mới biến thành Phật được. Là để làm chi? Hai cái hệ phái tư tưởng của Nguyên Thủy Phật giáo và Đại Thừa Phật giáo không hề chống trái nhau. Không hề chống trái nhau. Nếu mà không hóa thành nam á, rồi để thành Phật, thì trong Nguyên Thủy hay là trong kinh Nikaya là nói là người nữ có năm cái điều này trước mà tự nhiên cãi, phải không? Rồi người nữ thành Phật, có nghĩa là Đại Thừa, nguyên tư tưởng của Phật phát triển, Phật giáo phát triển với tư tưởng của Nikaya, của Nguyên Thủy Phật giáo, hai cái chống trái nhau. Nhưng mà lại biến hình ra là người nam, rồi từ người nam mới thành Phật, để cho hai tư tưởng này không hề có sự chống trái nhau, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, đã khi thành Phật thì tất cả các tướng của thế gian này đều là huyễn hóa hết, chỉ có chân tâm Phật tánh hay là tri, trong Pháp Hoa thì tri kiến Phật mới là chân thật thôi, phải không? Thì những cái dáng tướng này là huyễn hóa, thì muốn biến ra sao, biến đâu, có quan trọng gì? Quan trọng là cái nhận ra cái tri kiến của Phật thôi, phải không? Cho nên cái thân tướng này nó không quan trọng gì hết, nó chỉ là một cái màn ảo thuật thôi, phải không? Đó là theo tư tưởng của phát triển đại thừa, phát triển của Phật giáo. Cho nên vì tất cả khi mà chứng rồi thì tất cả các hình tướng nó đều là huyễn hóa. Huyễn hóa nằm ở trong một cái một người mà chứng quả mà nắm cái gốc rễ là để sanh ra các pháp, tức là Phật tánh, từ Phật tánh nó sanh ra các pháp. Cho nên khi họ đã về với Phật tánh là cái chủ chốt rồi, là cái đầu mối rồi, thì họ muốn huyễn hóa ra cái gì cũng được hết. Cho nên Đức Quán Thế Âm mới là 32 ứng thân, muốn hiện ra cái gì cũng được hết, hiểu ý con nói không? Mà tất cả những cái ứng thân đó đều là huyễn hóa, cho nên ngài mới hiện ra để cứu độ. Thì đối với long nữ khi cũng thành Phật là, thì thân trai hay thân nữ đều là huyễn hóa hết, thì hiện qua cái thân nam, nhưng mà phải hiện qua thân nam là tại vì để nó không chống trái với tư tưởng của Nguyên Thủy Phật giáo là người nữ không có thể làm Phật được. Nhưng mà thật sự ta chỉ biến hình qua cái ảo tưởng thôi, mà thì để vậy thôi, chứ có thật sự là người nữ thành Phật đó, phải không? Phải không? Đó, cho nên chỉ nếu đứng về trên nghiệp báo thì người nữ có nghiệp chướng nặng nề hơn. Nhưng mà còn nói về đức tướng mà thành Phật hay là trí tuệ hay Phật tánh thì nam nữ bình đẳng. Thậm chí những cái loài chúng sanh khác cũng có nữa. Thì mình đừng có buồn gì hết, người nữ không buồn gì hết, mình biết mình chướng duyên nhiều hơn thì mình tu nhiều hơn. Mà thật sự ra cũng có thể có những người, đây là nói bình thường, mình người bình thường của mình thôi á, thì cũng có những trong cái số đó thì có những người mà mang thân nữ, nhưng mà cái tâm họ rất là trượng phu, tâm họ rất rộng rãi, hơn có thể là hơn người nam nữa. Nhưng mà có những người có thể mang thân nam nhưng mà trong tâm họ là còn tệ hơn tâm của người nữ nữa.
tướng chỉ là cái biểu tượng của nghiệp báo, nhưng mà tâm thì mình là thay đổi, không có cái gì là cố định nhất định hết, phải không? Cho nên quan trọng là cái tâm của mình. Nên các vị biết Đức Phật dạy như vậy là nói cái chung của nghiệp trước của mình, nhưng mà mình gắn tu thì mình cũng đạt thôi, phải không? Cho nên nói về nghiệp chướng, phước đức thì người nào có phước đức nhiều hơn thì sanh được thân nam, còn mình phước đức kém hơn thì mình được sanh làm thân nữ. Nhưng mà nam nữ đều có Phật tánh giống nhau, trí tuệ giống nhau, mình tu thì mình chuyển được hết, phải không? Nên ở đây chỉ nói là nó khó hơn thôi, là đứng trên mặt phước đức nhân duyên nghiệp báo mà nói thôi, phải không? Cho nên không có cái gì phải suy nghĩ, phải buồn, tu thêm. Rồi cái thứ ba, phải không? Được làm nam tử có đủ 6 căn là khó. Đó, rõ ràng được làm thân người rồi có những 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý thì đầy đủ, trên thân hình mình nó đầy đủ hết 5 căn. Rồi tâm ý của mình không bị bệnh tâm thần hay không bị bệnh khác, thì đó là đầy đủ 6 căn đó. Thì rất là đầy đủ 6 căn là khó, phải không? Khó hơn, có những người ở đây thì cũng có những người coi như là bị thiếu các trong 6 căn là bị thiếu đó. Thì những người đó họ kém may mắn và phước đức của họ ít hơn, nghiệp của họ nặng hơn, cho nên họ sanh ra được thân người nhưng mà 6 căn thiếu hụt, cho là chứng minh là cái người đó phước đức kém hơn và chướng duyên họ nhiều hơn. Cho nên trong luật của Phật dạy, nếu người xuất gia muốn thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni thì phải cụ túc 6 căn. Cụ túc 6 căn, cụ túc có nghĩa là đầy đủ 6 căn. Đó là cái điểm mà để chứng minh cái người đó đầy đủ phước đức. Vì tu là khó chứ không phải là dễ. Người đó phải đầy đủ phước đức thì mới tu tập được. Còn bị khiếm khuyết một căn thì người đó là phước đức họ kém, thì sợ là họ khó mà họ tu được. Có thể tu nhưng mà bên tăng, bên nam thì đúng theo luật họ chỉ thọ giới được sa di, không thọ giới được tỳ kheo. Còn bên ni á, cái người không đủ cụ túc 6 căn thì cho họ cũng sa di ni và thức xoa mana để kết duyên thôi, không cho họ được thọ giới tỳ kheo ni, vì cái người đó phước đức nhân duyên của họ ít. Sợ tỳ kheo ni hay là tỳ kheo sợ họ không kham lãnh nổi, vì cái tướng họ đã biểu hiện ra cái phước đức nhân duyên của họ kém rồi, nên Đức Phật không cho. Là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là vì khi tỳ kheo đi là thầy của trời người, làm thầy của trời người, dù không ngồi đây giảng nhưng mà họ đắp cái y tỳ kheo ni rồi thì họ, cái trách nhiệm của họ chận lãnh là thầy của trời người. Nhưng mà nếu mà người thế gian, ví dụ như là cái người mà họ nhảy, hoặc là họ không biết gì hết mà họ thấy một vị tỳ kheo ni mà ví dụ như là không đủ 6 căn, nhất là cái người ví dụ như bị cái chân nó bị đi cà xỉn đi, thì đức đệ tử của Phật mà bị 6 căn nó bất cụ như vậy, lỡ những người khác ở ngoài họ phỉ báng thì đã thọ giới tỳ kheo rồi, thì cái người đó họ đã đứng phẩm tỳ kheo rồi, mà người khác nhìn vô họ cười chê, họ phỉ báng hay là họ chấp chọc thì lại là họ cười cợt, thì lại là cái người kia họ sẽ bị mất cái phước đức đi. Cho nên Đức Phật sợ như vậy, sợ thứ nhất cá nhân người đó không đủ phước đức để thọ nhận, để tu tập. Thứ hai nữa, sợ cái hình tướng của một vị tăng, một vị ni, hình tướng đó khiến cho Phật tử, khiến cho người khác họ chê bai hoặc là cười cợt, thì cái người Phật tử đó họ sẽ bị mất phước. Cho nên Đức Phật không cho. Thậm chí bữa trước tôi có nói ở đây chưa hả, Ngài Kiều Phạm Bá Đề, vì cái nghiệp duyên của Ngài đó, nhiều đời nhiều kiếp đó, là làm trâu, đến khi Ngài vì mắc một cái tội, cái nghiệp báo của Ngài
Kỳ xưa bao nhiêu kiếp trước Ngài cũng đi tu, nhưng mà vì có một cái nghiệp báo thì Ngài phải làm trâu mấy trăm năm, đến khi trở lại làm người thì Ngài cũng gặp Phật và đi tu mà chứng quả A-la-hán. Nhưng mà Ngài là cái nghiệp báo làm trâu nhiều đời, cho nên cái miệng của Ngài cứ nhai 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 lại giống như trâu vậy. Thì Đức Phật mới sợ, mà chứng A-la-hán rồi đó, Đức Phật mới kêu Ngài lên quả trời ở, không có ở nhân gian. Vì quả trời thì họ có, những người ở trên quả trời họ cũng có ngũ thông mà, cho nên họ cũng biết được cái kiếp, cho nên lên quả trời ở. Còn ở dưới thế gian, nhân gian này, người đời họ, Ngài làm vị A-la-hán mà Ngài có cái bệnh là nhai, cái miệng cứ nhai giống như trâu, nhai lại như trâu, thì sợ người ta chê cười. Thì chê cười một vị A-la-hán thì các cái người đó họ sẽ đọa lạc. Cho nên Đức Phật mới đưa Ngài Kiều Phạm Ma Đề lên, kêu người Kiều Phạm Ma Đề lên ở trên quả trời để tránh cho người khác họ gây tội. Thì ở đây cũng vậy, cái phước nếu mà cái người tu hay là cái người ngoài đời đó, cái biểu hiện của sáu căn không đủ là người đó kém phước, cho nên ở đây mới nói là nếu mà đã sanh làm người mà đủ phước đức nhân duyên nhiều hơn thì nó lành lặn, còn cái người phước đức nhân duyên nó ít hơn thì sáu căn nó không đủ, cho nên đây mới nói là khó, phải không? Rồi cái thứ tư ha, có đủ sáu căn được sanh nơi xứ trung tâm là khó. Rồi, nó cao hơn chút nữa. Các vị thấy rõ ràng không? Bây giờ cái phước đức nhân duyên cao hơn thì mới được sanh vô chỗ này. Thì có đủ sáu căn nè, tức là cái thân thể nó lành lặn, không bị cái gì hết, tâm thần cũng lành lặn. Nhưng mà được sanh ở nơi xứ trung tâm là khó. Xứ trung tâm tức là cái nơi mà văn hóa, trung tâm văn hóa văn minh nè, rồi là có cái cuộc sống tốt và có thể phát triển được về mặt thể chất và tinh thần, nó phát triển tốt hơn. Như các vị thấy rõ ràng, làm những người mà ở biên địa hà tiện, như là các người mà ở dân tộc thiểu số đó, họ ở nơi những cái vùng biên địa đó, thì rõ ràng cuộc sống của họ, mà ai đưa họ tái sanh, cái nghiệp họ tái sanh của đó, phải không? Thì cái phước đức của họ ít, cho nên họ mới tái sanh những cảnh phương biên địa hà tiện. Hoặc là thậm chí những người mà tái sanh bên châu Phi, các vị thấy bên châu Phi là đói khát nè, nước không đủ mà uống, thì đó là cái nghiệp duyên họ ít, cho nên họ mới sanh tới những cảnh đó. Họ không phát triển được, học hỏi môi trường để học hỏi cũng không có, về cuộc sống vật chất cũng không đầy đủ. Thì cho nên mới nói là nếu được sanh ở trong mà cái trung tâm của một đất nước, cái nơi mà đô thị phồn thịnh, có đầy đủ văn hóa này, phát triển về tinh thần với thể chất, thì là cái phước đức nhân duyên của người đó là phải cao hơn, cho nên mới nói là khó. Còn có những người sanh biên địa hà tiện thì họ kém phước, cho nên họ sống cái chỗ đó. Có nhiều đứa con nít ở trên đó, nhiều khi nó ngơ ngơ, nó không biết, tại vì nó không có tiếp xúc, nó đâu có hiểu biết, hoặc là nó học hành giỏi hơn là những đứa trẻ mà nó sanh ở chỗ trung tâm đâu, phải không? Cho nên đây nói cái điều thứ tư là sanh ở trung tâm là khó. Rồi cái thứ năm, được sanh nơi xứ trung tâm gặp Phật ra đời là khó. Nhưng mà ở đây tôi muốn thưa với quý vị đây nè, thì cái chữ này có chỗ nơi họ dịch ra là ở được nơi xứ trung tâm mà gặp được Phật Pháp. Phật Pháp trong bổn kinh này thì nói gặp Phật ra đời, nhưng mà có chỗ thì họ dịch là gặp được Phật Pháp. Mà theo tôi thì tôi thấy là khó. Theo tôi á, một trong thời gian hiện tại của mình á, thì dịch ra cái từ là gặp Phật Pháp thì nó đúng hơn. Thứ hai nữa là cái câu cuối cùng, cái câu số 6 là gặp được Phật ra đời, hiểu được lẽ đạo là khó, thì nó không có khớp với nhau lắm. Gặp được Phật Pháp mà hiểu được lẽ đạo thì nó được hơn, phải không? Cái thứ 6 tiếp theo đó thì tôi muốn nói vậy để giải thích, vì trong sách của các vị là gặp Phật ra đời, cho nên tôi muốn giải thích lại để cho quý vị thấy là mình dùng cái từ là được gặp Phật Pháp nó chính xác với thời hiện tại của mình. Thứ hai nữa, nó khớp với cái câu thứ 6, phải không? Thứ sáu hơn, cho nên ở đây mình nên dùng cái từ là gặp
Phật Pháp là khó. Thì các vị thấy rõ ràng cái chuyện này không có không có chối cãi gì nữa. Thì các vị thấy rõ ràng trong cái trong cái lớp học của mình đây thì thấy rõ ràng rất là số ít mà tới đây, còn phần nhiều trong cái số con người, nói là trong cái cộng đồng Việt Nam của mình thôi, hay là ngay tại nước Việt Nam của mình thôi, thì nó có rất nhiều là tôn giáo, và trong đó có rất có những người họ cũng không theo tôn giáo nào hết, phải không? Họ chỉ sống như vậy theo Việt Nam mình thì thờ cúng tổ tiên thôi, họ không có một cái nơi để nương tựa về tinh thần để mà hướng cái tâm của mình tới cái chỗ thiện lành, và hướng cái tâm của mình không phải trong kiếp này mà cho có cái hướng đi của kiếp sau nữa. Thì cái số mà gom lại trong Phật giáo mà theo theo đạo Phật á, thì rất là ít, phải không? Nhưng mà không phải mình là một người Phật tử và mình cho Phật Pháp là tốt, là vì mình người Phật tử mình theo, thì mình theo thì mình phải ca ngợi. Nhưng mà đúng ra thì rõ ràng các vị thấy rõ ràng là cái giáo lý của Đức Phật nó rất là thực tế. Thậm chí có những người không phải là đạo Phật, những nhà bác học hay là những người tri thức hay là những người mà khoa học, nhà khoa học, họ không theo đạo Phật nhưng mà họ vẫn ca ngợi Phật là Phật Pháp của Đức Phật nói ra, rất là thực tế và rất hay, và khiến cho cuộc sống của mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Không phải mình là ví dụ như mẹ hát thì con khen hay, con hát thì mẹ vỗ tay, ví dụ vậy, không phải là cái điều đó, phải không ạ? Nhưng mà mình theo, mình cũng có cái trí của mình chứ, mình phải xác nhận được là cái nào đúng, cái nào sai. Đức Phật cũng dạy mình rõ ràng là không được tin những lời của Ngài nói, mà hãy dùng cái trí để biết được Ngài nói trúng chỗ nào và sai chỗ nào. Nếu thấy trúng rồi tin thì Ngài mới cho. Còn nếu Ngài không cho mình tin Ngài một cách mù quáng, vì quá kính Ngài mà tin Ngài cũng không cho, phải không? Đức Phật rõ ràng như vậy, cho nên cái giáo lý của Đức Phật rất là hay. Và cho nên mới nói là bao nhiêu trong cái số người sinh ra đó mà gặp bao nhiêu người gặp được Phật Pháp, mình chỉ gom lại trong cộng đồng Việt Nam của mình thôi cũng là số ít rồi. À, mà cái Phật Pháp là vì rất là hay, hướng dẫn cho mình một cách sống rất là tốt và rất là hay, tự lợi. Mình thấy cảm, nếu mình biết, hiểu và mình áp dụng thì bản thân mình nhẹ nhàng thanh thản, và những người sống xung quanh mình nhẹ nhàng thanh thản, mình không đem cái phiền não tới cho họ nữa. Thậm chí nơi các vị Phật tử, rõ ràng năm cái điều giới cấm thôi của các vị thôi là thấy nó cũng đáng quý rồi, phải không ạ? Cho nên ở đây nói là được thân người gặp được Phật Pháp là khó, là điều tốt. Khó ở đây có nghĩa là tốt, là cái thứ sáu ha. Được gặp Phật Pháp mà hiểu được lẽ đạo là khó, phải không? Thì cái này thì cũng có nói ở cái chương 12 rồi. Thì điều thứ 20 đó, điều khó gặp mà... Nhưng mà ở đây như các vị, tôi cũng lưu ý với các vị một chút xíu nữa. Thì thật sự ra mà nói là trong cái số Phật tử có những người họ thờ Phật, họ đi chùa, nhưng mà họ chỉ biết hiểu được Phật Pháp nó cao hơn một chút nữa, là học và mình hiểu, mình tiếp cận với giáo lý và mình hiểu được giáo lý, hiểu được giáo lý để áp dụng giáo lý trong cuộc sống của mình là cái quan trọng nhất và mục đích của Phật, của Phật giáo, mục đích của Phật ra đời. Thì khi đó Phật Pháp nó mới đem thật sự lợi ích cho mình. Còn chỉ người Phật tử mà chỉ thuần túy dựa trên cái tín ngưỡng thôi, cha mẹ thờ Phật, tôi thờ Phật, ví dụ vậy, cha mẹ đi chùa một tháng hai kỳ hoặc là ăn chay tháng hai kỳ thì tôi cũng làm theo, hoặc là tôi có chuyện gì buồn đó tôi không giải quyết được, tôi vô tôi lại Phật để cho cái tâm nhẹ nhàng, hay để tôi cầu xin, không thì cái số người đó cũng rất là đông. Cái số người theo đạo Phật, phải không? Có nhiều người cũng quy y, cũng có quy y, cũng nói thôi con giữ năm giới, nhưng mà quy y giữ năm giới rồi, nhưng mà không có cũng nói là mình Phật tử nhưng mà không hiểu được đạo Phật là gì. Thậm chí đó, họ tự nói là họ Phật tử, họ nói là họ là tín đồ của Phật giáo, nhưng mà thật sự họ không hiểu rõ đạo Phật là gì nữa, chỉ theo vậy thôi.
cái số đó cũng rất là đông. Mà cái số Phật tử mà vô chùa học đạo, tìm hiểu được lẽ đạo, cái số đó lại là ít nữa, phải không? Cho nên mới nói là gặp được Phật Pháp mà học đạo mà hiểu được lẽ đạo là khó. Mà cái quan trọng của đạo Phật là cái đưa cái giáo lý tới với tất cả mọi người, khiến cho mọi người hiểu áp dụng, thì nó mới là mục đích của đạo Phật, của Đức Phật, phải không? Rồi cái thứ bảy ha, hiểu được lẽ đạo phát khởi lòng tin mạnh mẽ là khó. Cái lòng tin như hồi nãy tôi thưa với quý vị đó, có một số không có hiểu được lẽ đạo, nhưng họ theo cái lòng tin truyền thống của gia đình, hoặc là họ chỉ tin và họ đi theo chùa, đi chùa vậy. Nhưng mà đến khi có một cái số người thì bắt đầu họ không có biết gì về đạo Phật hết. Họ vô tình nghe một bài giảng ở trên YouTube hay là trên mạng internet, hoặc là vô tình họ tham dự, họ nghe một cái bài giảng của một vị thầy, một vị cô, sư cô nào đó, thì tự nhiên họ mới thấy hay, nó đúng, rồi họ mới đi tới để họ tìm hiểu thêm, rồi họ mới quy y, rồi họ mới nương theo. Thì cái đó là họ hiểu được đạo Phật trước, họ thấy hay trong cuộc sống thực tế. Mà cái đó thật sự ra họ nói là xin lỗi, tại tôi cũng hay đi đây đó, thì cái đó, cái trường hợp đó cũng có thể, cũng có xảy ra, cũng xảy ra. Ban đầu thì họ không đi chùa gì hết, họ không biết gì cả, nhưng mà có tình cờ một lần họ lại là nghe giảng, rồi khi đó họ thấy quá hay, hợp với thực tế, đúng với cuộc sống hàng ngày của họ, mà khuyên dạy họ một cách sống để cho cái tâm họ nó thanh thản đi, thì từ đó họ lại tìm hiểu về đạo Phật, rồi từ đó họ mới phát khởi lòng tin với đạo Phật, thì khi đó họ mới quy y, họ mới quy y, họ mới giữ xin giữ năm giới. Có trường hợp đó xảy ra, phải không ạ? Đó thì rõ ràng, thì khi đó hiểu được lẽ đạo mà phát khởi lòng tin mạnh mẽ từ đó, thì cái điều đó lại càng là khó hơn nữa. Có lòng tin với đạo Phật lại khó hơn. Đối với đó, có lòng tin đối với chánh sống lại là cái số người đó lại càng khó hơn. Mà ở đây tôi xin mở ngoặc ha, tôi có gặp có những người đó thật sự ra họ quy y. Tôi có gặp, khi đó tôi có gặp một cái người bác sĩ Mỹ mà nói tiếng Việt rất rành. Vì lúc đó tôi qua bên Alabama, tôi dự một cái lễ. Và cái lễ thì tôi ở đó 7 ngày. Thì họ nhờ tôi hướng dẫn. Cái chùa đó cũng không có tăng đi. Thì khi đó có một ngày nọ tôi gặp một cái người bác sĩ. Mà người Mỹ thì tôi lại không ra tiếp, vì tôi đâu có biết nói tiếng Anh. Nhưng mà cái người đó vẫn muốn gặp. Mà tôi nói tôi không biết nói tiếng Mỹ. Ở tiếng Anh thì họ nói được tiếng Việt. Thì khi đó họ ngồi, cái người bác sĩ đó mới nói chuyện với tôi một tiếng đồng hồ. Thì họ nói là vì cái khu Alabama, cái chỗ gì đó, cái thành phố đó là không có chùa, không có tăng ni ít lắm. Mà bây giờ không biết ông đó, cái người đó mới nghe là có tôi về đó, thì họ muốn tới để nói chuyện trực tiếp. Thì họ, cái người đó mới nói với tôi là họ là nhà gia đình là theo Công giáo, rặt với người Mỹ là họ theo đấy. Nhưng mà ông đó vô tình, ông đọc một cuốn sách tiếng Anh bằng Phật Pháp, rồi ông nghe có những cái YouTube trên họ giảng bằng tiếng Anh, thì ông lại thích đạo Phật. Và từ đó ông mới nghiên cứu về đạo Phật. Nhưng mà thời gian ông nói là cái thời kỳ đó thì kinh sách bằng tiếng Anh rất là ít, ông tìm rất ít, cho nên ông lại là học tiếng Việt. Thì ông lên thì ông thấy những cái bài pháp của người Việt rất là nhiều, tiếng Việt rất nhiều. Thì Việt quá mê Phật Pháp đi, cho nên tự ông học tiếng Việt ở trên Internet. Tự ông học tiếng Việt để ông đọc và ông nghe. Ông nghe bằng tiếng Việt, ông nói với tôi đó. Thì lý do đó mà khiến ông học tiếng Việt. Khiến ông học tiếng Việt để cho ông đọc sách, kinh sách bằng tiếng Việt và ông nghe Pháp bằng tiếng Việt. Thì ông thì đương nhiên ông học mà ông nói cũng, nhưng mà không có, nhiều khi những cái từ tôi nói ông không hiểu ra hết. Ông vì thì ông học mà thì đó, thì ông mới nói là ông nói chuyện, ông trao đổi với tôi rất nhiều về về Phật Pháp trong một
hơn một tiếng đồng hồ, xong cuối cùng ông mới nói là gia đình của ông á là đạo đạo gốc chứ không phải là đạo 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 gốc, cho nên ông không bỏ được đạo của ông, nhưng mà ông rất thích đạo Phật và ông muốn thực hành trong tín ngưỡng, ông không bỏ, nhưng mà sống ông sẽ sống theo lý thuyết của đạo Phật. Ông nói với tôi như vậy, ông nói ông sống thì ông sẽ sống theo giáo lý của Đức Phật dạy, ông sẽ sống nhưng mà tín ngưỡng ông không thể nào bỏ được. Và từ khi mà ông mến đạo Phật rồi ông đọc, ông học tiếng Việt, ông học tiếng Việt rồi ông nghiên cứu, thì ông lại nghiên cứu về Việt Nam luôn, ông lại coi về đất nước Việt Nam. Và ông nói với tôi là nửa tháng nữa, ông bác sĩ mà, thì có những người bạn của ông á sẽ đi làm từ thiện về những cái vùng xa xôi của Việt Nam, khám bệnh, chữa bệnh, phát thuốc cho người Việt Nam. Cho người Việt Nam đi, và ông làm, ông sẽ đi một phái đoàn của ông. Ông là bác sĩ mà. Thì đó, tôi kể câu chuyện đó ra để cho quý vị thấy rõ ràng, có niềm tin không cần là tôn giáo, học giáo lý của Phật. Mà cái người Mỹ, mà người ta gốc Mỹ đó, người ta rất, mà người ta là một bác sĩ, là người có và coi như là rất là hiện đại tri thức, không phải là sự mê tín. Nhưng mà người ta học mà ta tin đến, thậm chí ta phải học tiếng Việt để ta nghe, để ta đọc Phật Pháp. Thì các vị thấy Phật Pháp của mình nó hay biết bao nhiêu. Thứ hai nữa, ở cái câu chuyện này tôi kể ra để cho quý vị thấy, không cần người đó là Phật tử, có niềm tin với giáo Pháp, có thể là đạo khác, nhưng mà họ hiểu được giáo lý, họ có niềm tin với giáo lý, phải không? Và họ áp dụng trong cuộc sống của họ bằng những lời Đức Phật dạy là tốt rồi. Cho nên giáo lý Đức Phật không dành cho một tôn giáo, không phải chỉ dành cho đệ tử của Ngài, không dành cho, mà dành cho tất cả mọi người. Mọi người ai học hiểu và ai muốn làm theo đều được hết, không phân biệt tôn giáo. Tôn giáo nào cũng làm theo của lời Đức Phật dạy được hết, phải không ạ? Thì đó, cho nên ở đây nó nói là phát khởi lòng tin, mà cái người đó họ đã phát khởi lòng tin qua cái giáo lý của Đức Phật. Cho nên mình thấy rõ ràng mình được là một người Phật tử, có lòng tin với Tam Bảo là cái phước đức mình cũng lớn rồi đó. Rồi cho nên đừng có cô phụ chính mình. Cô phụ chính mình có nghĩa là sao? Kiếp này mình được sanh vô trong cái hoàn cảnh như vậy, cố gắng hơn nữa, đừng có để cho gì đó, cái cơ duyên phước đức của mình nó qua đi thì uổng, phải không? Đó, cho nên đừng có phụ cái phước đức của mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp, mới được ngồi ở đây, mới được làm người Phật tử, mới được nghe Phật Pháp, thì đừng cho để cái cơ duyên mà mình đã gieo trồng nhiều 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 kiếp nó qua đi một cách oan uổng, một cách uổng phí, phải không ạ? Rồi cái thứ 8 ha, đã phát khởi được lòng tin mạnh mẽ, phát tâm Bồ Đề là khó. Cũng còn hai cái nữa, cho nên cũng không có thể nào mình ráng cho thôi, để cho quý vị nghỉ ha. Hình như có giờ sau phải không ạ? Rồi hẹn giờ sau mình học cho hết cái này. Rồi cảm ơn quý vị và chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thánh Phật.